mình đi chạy giao hàng Amazon nên là tranh thủ livestream cho các bạn coi luôn. Shipper ở Úc Việt nhẹ lương cao. Đấy, nó sẽ là từ 9 giờ đến 3 giờ 30. Đấy, cho mình giao trong vòng 6 tiếng rưỡi. Nhưng mà cái ống này chắc tầm khoảng đến 1 rưỡi 2 giờ là xong thôi. Đó là 240 đồng bạn nhé. Bây giờ mình phải mặc cái áo này vào. Cái áo này thì nó phản quang. Đi vào hãng xưởng để nó biết mình là người làm việc. Đấy, rất nhiều xe. Đây là gì đây? CRV, kia là Toyota gì đó. Ủa, mấy hôm mình còn nhìn thấy cả Tesla cơ. Đây bọn này, đây ra những cái đồ này. Sport boot, ok. Đấy, mình mới dùng cái này mình scan. Đấy, mình sẽ phải scan bạn thấy không, mình sẽ phải scan như cái này để lát nữa nó sẽ lên cái lịch trình cho mình. Rồi xếp xong rồi nha các bạn nhé. Trước mặt là một thanh niên Tây trắng, to cao đẹp trai. Thằng này nó phải cao 2 mét mất. Cao 2 mét. Vẫn đang xếp đồ đây. Đi. Đoạn nhìn đâu. 86 kiện hàng. Mình xếp trông nó lộn xộn đây. Thực ra là mình để những cái từng khu vực ở từng ghế trên ghế đấy. Tức là mỗi một cái hai ghi ở cái chỗ này nhá. Mình để 26 cái kiện hàng vào trong này. Và trong cái một cái ghế, thế thành ra là cứ chạy đến khu nào thì mình chỉ lấy những cái đồ của cái khu đấy ra thôi. Đấy. Cái quan trọng của cái khi mà đi làm ship đồ này là các bạn phải biết sắp xếp cái những cái kiện hàng này cho nó hợp lý để khi mình đến nhà khách hàng ấy, mình đỡ mất cái công mình tìm kiếm. Các bạn hiểu không? Tức là đến nơi phát là mình biết ngay cái hàng nó nằm ở chỗ nào, mình tìm kiếm rất là nhanh và mình giao rất là nhanh thì nó tiết kiệm cho cái thời gian của các bạn rất là nhiều. Đấy. Mình đang ở chỗ này. Đấy, đây là chỗ sân bay này, mình đang ở cái warehouse này, đây là sân bay các bạn, Melbourne Airport này. Mình đang ở điểm này, warehouse của bên của Amazon đó. Đó, xong rồi là mình sẽ đi đường freeway M80 mất khoảng 28 phút đến đó.